Theo báo Guardian, Israel sẽ tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào khu vực miền nam dải Gaza trong thời gian tới. Dựa theo những thông tin tình báo mà họ thu thập được từ những binh sĩ Hamas mà quân đội Israel bắt giữ trong những đợt giao tranh ở miền bắc dải Gaza. Từ những thông tin đó, phía Tel Aviv hy vọng họ có thể truy tìm và tiêu diệt các thủ lĩnh của Hamas. Một số chính trị gia và tướng lĩnh của Israel giải thích việc loại bỏ những chỉ huy hàng đầu cũng như nhà lãnh đạo là cơ hội tốt nhất để hạ gục tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas. Sau gần 2 thập kỷ Hamas nắm quyền kiểm soát khu vực này, quân đội Israel tin rằng ông Sinwar cùng một số lãnh đạo cấp cao khác của Hamas đang điều hành cuộc xung đột từ mạng lưới đường hầm rộng lớn nằm bên dưới lòng đất dải Gaza, bao gồm cả thành phố Khan Yunis, tâm điểm của các cuộc tấn công kể từ lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Không những vậy, giới chức Israel cũng cho rằng kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh của Hamas sẽ giúp giảm bớt thiệt hại về nhân mạng ở dải Gaza. Để bắt đầu chiến dịch mới, Tel Aviv còn cẩn thận ban hành lệnh sơ tán và công bố bản đồ những vùng an toàn cho người dân ở dải Gaza. Tuy nhiên, không ít chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng chiến lược này của Israel sẽ không giúp ích gì nhiều trong việc giảm thiệt hại về nhân mạng. Tờ Guardian cho biết lãnh đạo phe đối lập ở Anh cũng cảnh báo Israel không nên tiến hành một cuộc chiến tranh mới ở miền nam dải Gaza tương tự chiến dịch mà Tel Aviv đã thực hiện ở miền bắc Gaza trước đó. Dưới áp lực của Mỹ về vấn đề nhân mạng, lực lượng phòng vệ Israel đặt mục tiêu ám sát lãnh đạo của Hamas lên hàng đầu, nhằm hạ gục toàn bộ tổ chức Hamas, đồng thời buộc Hamas phải thả toàn bộ những con tin mà tổ chức này đang giam giữ.